giá khá cạnh tranh trên thị trường trong cùng một phân khúc căn hộ cao cấp. Điều này lý giải sức hút của dự án ngay từ khi ra mắt và sau đó đã cháy hàng, trở thành cơn khát thực sự tại thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2018, đầu năm 2019.